Hello anh chị em, chào mừng anh chị em trở lại với Trường Kinh Công Giáo để nhận quà tặng. Anh chị em nhấn vào liên kết trong phần bình luận hành động ngay nhé. Hãy lan tỏa, chia sẻ 10 lời nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu để mọi người cùng được Thánh Tâm Chúa thương giúp đỡ. Trong mọi nhu cầu, xin chạy đến cùng Chúa, tin tưởng và khiêm nhường thưa với Chúa rằng: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. Trong những lúc con do dự, phân vân và bị cám dỗ, con chạy đến và thưa với Chúa: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. Trong những giờ cô đơn, mệt mỏi và thử thách, con cũng chạy đến và thưa với Chúa: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. Lúc các chương trình và mong ước của con đều thất bại, lúc con tuyệt vọng, khốn khổ, u sầu, con cũng thưa với Chúa: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. Lúc những kẻ khác ruồng bỏ con, vì chỉ có ơn Chúa mới hỗ trợ con đều thưa: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. Lúc con phó mình cho tình yêu dịu ngọt của Chúa là Cha và là Đấng cứu chuộc, con lại thưa: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. Lúc tâm hồn con buồn phiền, chán nản, nhận thấy các nỗ lực của con không ích lợi gì, con lại chạy đến và thưa với Chúa: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. Lúc con cảm thấy bồn chồn vì thánh giá của con làm con bức rứt, con lại kêu xin với Chúa: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. Lúc con đau yếu, trí óc và đôi tay con không làm được việc gì và con bị cô độc lẻ loi, con lại chạy đến và thưa với Chúa: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. Luôn 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 luôn, mặc dầu những yếu đuối, sa ngã và những thiếu sót của con đều thưa với Chúa: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp đỡ con. Cảm ơn anh chị em đã cùng đọc hết 10 lời nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hãy lan tỏa, chia sẻ video này để mọi người đều biết và chạy đến xin Thánh Tâm Chúa thương xót nhé. Mến chúc anh chị em bình an trong Chúa Kitô phục sinh. Hẹn gặp lại anh chị em.